Chơi sang, nông dân Đồng Nai dùng máy bay không người lái trị giá gần 600 triệu đồng, phun xịt, chăm sóc bưởi. Hà Nội, ưu tiên xăng dầu cho xe buýt hoạt động. Cường ép các nữ tiếp viên karaoke vay nặng lãi quy mô lớn. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, để phun xịt thuốc bảo vệ thực vật ủ từ rác và IMO cho bưởi, nông dân Đồng Nai đã dùng máy bay không người lái giá trị lên đến gần 600 triệu đồng thực hiện công đoạn này. Để phục vụ việc phun xịt thuốc bảo vệ thực vật cho vườn cây ăn trái rộng bạt ngàn của mình, ông Trần Văn Mười, một nông dân ở xã Tân An, tỉnh Đồng Nai đã trời sang, mua hẳn chiếc máy bay không người lái trị giá tới 600 triệu đồng. Theo ông Mười, Mặc dù chiếc máy bay này có giá khá đắt, nhưng nó phục vụ rất tốt và hiệu quả cho việc phun xịt thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích tới 10 hecta cây trồng của ông. Thứ nhất là nó có cái vậy, thứ nhất là là mình được là giải quyết được cái môi trường. Thứ hai là mình xử lý được cái như cái rác rã rơm rã đồ một đồ này nọ rồi là mình được cái là nó làm cái như một cái một hữu cơ cho đất shop đặt rồi tốt. từ đó là có tiết kiệm được cái tiền mua phân bón. bảo nhiều thế. chứ nhiều lắm nói Chắc tính khoảng khoảng là, là nhiều không? Ừ, nhiều chứ thật sự bây giờ tôi nói giờ cái giá trái cây giờ rất là mềm mà nếu mà bây giờ mà làm thật sự mà làm vô cơ vô cơ phân hóa học không là chết Nhờ chuyển hướng sang làm nông nghiệp hữu cơ, gia đình ông Mười cũng như nhiều hộ dân khác tại địa phương đã có lợi nhuận sản xuất cao hơn, sản phẩm làm ra sạch được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình. Chính vì thế, họ không ngần ngại chi mạnh tay cho những công nghệ mới phục vụ đắc lực cho việc nhà nông. Bên cạnh đó, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu của tỉnh này là một trong những địa phương làm tốt nhất công tác phân loại rác tại nguồn cũng như ứng dụng thành công xử lý chất thải thực phẩm bằng sinh vật bản địa IMO. Thông qua việc dùng IMO ủ phân, thuốc bảo vệ thực vật giúp địa phương có nhiều khu vườn sạch, sản phẩm nông nghiệp tạo ra cũng là sản phẩm sạch. Ngoài ra việc ủ rác thải thành phân từ IMO cũng giúp giảm một phần bài toán xử lý rác thải ở vùng nông thôn, bởi thay vì rác vẫn là rác phải xử lý thu gom thì hiện các nhà vườn tự nhặt gom lá, rau củ hư hỏng, trái bưởi, cam non ủ thành phân trả lại cho vườn. một cán bộ thì không làm được nhưng nếu mà chúng ta cộng đồng trách nhiệm của các tổ tự quản và người dân vô thì chúng ta sẽ làm được theo lãnh đạo địa phương, việc tuyên truyền cho người dân về phân loại rác thải đã được địa phương triển khai từ rất lâu. Tuy nhiên, hiện nay ý thức của nhiều người dân chưa đạt tới nhu cầu thực tế. Vì vậy, để thực hiện tốt việc tuyên truyền, cần có thêm các giải pháp triệt để, cần thiết nên xử phạt hành chính đối với việc không phân loại rác thải. Thưa quý vị, Sơn La là tỉnh miền núi có diện tích trồng ngô, sắn, cây rau màu, cây ăn quả lớn của vùng Tây Bắc. Người dân nơi đây có của ăn của để cũng nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và làm nông nghiệp. Bắt đầu vào vụ trồng mới, để các loại cây rau màu trên những thửa ruộng của gia đình sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao, nhanh cho thu hoạch. Thứ không thể thiếu và đồng hành cùng gia đình anh Lò Văn Tiến ở Bản ỏ, xã Trường Ngân, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hơn 30 năm làm nông nghiệp đó chính là phân bón lâm thao của công ty cổ phần super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao. Theo anh Tiến, phân lâm thao có nhiều ưu điểm riêng biệt, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ nông dân. Phân bón lâm thao có nguồn dinh dưỡng đa chất đạm, phù hợp với nhiều loại cây trồng, nhất là với cây trồng trên nền đất dốc nên bà con nông dân rất ưa chuộng. Là mình đã làm nông thì được 30 năm rồi thì dùng cái phân phân đâm thao thì nó cảm thấy thì nó cây giống nó tốt hơn thì à, dùng để các loại cây được đấy bón thì nó xanh lá này nó tốt hơn thì với cái hầu như phân này nó chuộng với người dân thì à, đến bao nhiêu thì người dân thì à, nó à, dồn dồn đi <laughs> đế <Để> hết <laughs> gia đình tôi thì dùng phân đâm thao này bón cho các cây cà phê này ngô này cây xoài, cây nhãn, cây mận đủ loại thôi, vân vân đấy. Còn đối với gia đình ông Tòng Văn Sung, bản Tò Lọ, xã Trường Đen, thành phố Sơ La, tỉnh Sơ La, canh tác hơn 200 gốc mận sen cà phê trên đất đồi. Vụ mận năm nào cũng đều cho năng suất, chất lượng quả tốt, mẫu mã đẹp, được thương lái tìm đến thu mua. Để đạt năng suất và chất lượng cao như vậy, sau mỗi vụ hái, Ngoài việc cắt tỉa, tạo tán để cây sinh trưởng và phát triển tốt, thì phân bón lâm thao không thể thiếu trong mỗi vụ canh tác của gia đình ông. Theo ông Sum, khi sử dụng phân bón lâm thao không chỉ làm cho năng suất cây trồng tăng lên mà còn giúp cây trồng khỏe mạnh, chống chọi được gió bão tốt hơn. Bộ rễ cây trồng phát triển mạnh nên lại giúp chống được sói mòn, rửa trôi đất màu. Trước khi từ trồng cà phê này, mới là trồng cây mơ, cây mận thì là chỉ dùng cái phân lâm thao. Nhất thì là là bón thì một, một lượt, nhưng mà dùng phân âm thao này nói chung thì là là, như là rất hiệu quả. Cây cà phê rất xanh lét với cây mơ cơm mận, hoa quả mã nó rất đẹp. Sơn La, một trong những địa phương có sự phát triển nông nghiệp mạnh của vùng Tây Bắc, với những vùng nguyên liệu đa dạng, số lượng lớn, cà phê, mía đường, ngô, sắn công nghiệp, cây ăn quả và trên những ruộng ngô, ruộng sắn, vườn cây đó không thể thiếu dấu ấn của phân bón lâm thao. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Sở Công Thương bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Cụ thể, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, cơ quan này đang có 132 chuyến buýt trợ giá do 11 đơn vị vận tải khai thác với trên 2.000 xe, trong đó 1.751 xe đang sử dụng dầu diesel trước tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố liên tục biến động trong thời gian gần đây. Để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Sở Công Thương Hà Nội quan tâm chỉ đạo các công ty đầu mối ưu tiên cung cấp đủ lượng xăng dầu cần thiết cho các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện tổng công ty vận tải Hà Nội có 1 xe chạy bằng dầu diesel, Công ty cổ phần vận tải New Way có 46 xe. Công ty cổ phần xe điện Hà Nội có 176 xe. Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh có 114 xe. Công ty cổ phần xe khách Hà Nội có 77 xe. Công ty cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh có 24 xe. Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến có 130 xe. Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân có 53 xe. Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây có 12 xe và công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây có 22 xe. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với sở ngành địa phương trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, lực lượng chức năng của địa phương trong công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu. Các cơ quan chuyên môn tại địa phương cần tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm. Những yêu cầu này được đưa ra sau khi Bộ Công Thương có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa, trong đó kiến nghị xem xét phân luồng, tạo điều kiện cho các phương tiện chờ xăng dầu tiếp cận, cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ thùng phi đựng dầu khiến một người bị thương nặng. Cụ thể, ngày 11 tháng 11, tại công ty cơ khí Đúc Đồng ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, ông NVH, sinh năm 1960, trú tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, là giám đốc công ty. Trong lúc dùng khoan mở nắp một thùng phi đựng dầu, thì thùng dầu phát nổ khiến ông H. bị thương nặng. Theo nhận định ban đầu, do thùng dầu để lâu ngày, khí khuếch tán bị nén bên trong, gặp phải tia lửa phát ra trong quá trình ông Hát khoan mở nắp nên đã phát nổ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Hát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Hát đã được chuyển lên bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để tiếp tục cứu chữa. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô lớn do võ Minh Quân sinh năm 1986, ngụ phường 4, thành phố Tây Ninh cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, lúc 12 giờ ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Tây Ninh bắt quả tang quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên, sinh năm 1991, ngụ tại khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Công an thu giữ tang vật gồm 101.000 đồng, 5 quyền tập, 23 quyền sổ tay, 126 tờ giấy, 4 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, qua các mối quan hệ xã hội, Quân và Tiên đã lôi kéo, dụ dỗ các công dân về làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke dưới sự quản lý của đôi tình nhân này. Cả hai yêu cầu họ phải đến ở nhà cho thuê tháng của gia đình mình và phân công các đối tượng khác trực tiếp canh giữ, đưa giữa các nhân viên nữ đến các quán karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh để làm việc. Đến làm việc cho Quân và Tiên, các nữ tiếp viên phải vay tiền với lãi suất 180% một năm. Từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị bắt, Quân và Tiên đã cho 27 người vay là tiếp viên với số tiền gần 7 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Để rằng buộc các tiếp viên và tăng thêm nguồn lợi bất chính, Quân và Tiên tìm mọi cách để cưỡng đoạt tài sản như phạt tiền dậy chế, thay đồ đi tiếp khách chậm. Mỗi lần vi phạm, các nữ tiếp viên sẽ bị phạt từ 1 triệu 500 nghìn đồng trở lên. Quân và Tiên còn nhiều lần tự ý mua quần áo, nữ trang, xe máy, điện thoại di động cho các nữ tiếp viên sử dụng. Sau đó, bọn chúng ghi nợ theo lãi suất ép buộc các nạn nhân mua thức ăn, nước uống, đồ dùng cá nhân với giá rất cao để ghi thêm nhiều khoản nợ khác. đã có nhiều nữ tiếp viên karaoke không chịu sự phục tùng quản lý của Quân và Tiên, dẫn đến bị đánh đập hoặc buộc phải liên hệ gia đình chuyển tiền để chuộc ra. hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối với Quân, riêng Tiên, cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh tại ngoại vì có con nhỏ. cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đối tượng táo tợn xông vào phòng trọ dùng dao uy hiếp chói hai nữ sinh viên nhốt vào phòng vệ sinh để cướp tài sản đã bị bắt. Theo trung tá Trần Văn Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 10 tháng 11, hai nữ sinh viên là MLI sinh năm 2001 và PTKO đang ở trong phòng trọ tại K158 trên 02 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thì một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, xông vào dùng dao uy hiếp, lấy băng keo đã chuẩn bị từ trước, trói tay chân Y và O rồi nhốt hai cô gái trẻ vào nhà vệ sinh, cướp một chiếc laptop, hai điện thoại di động rồi tàu thoát. Nhận thấy đây là một vụ cướp tài sản với phương thức thủ đoạn nguy hiểm, manh động, lãnh đạo công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phối hợp với công an phường Thạc Gián và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy xét. Kết quả cho thấy, sau khi rời khỏi nhà trọ, tên cướp điều khiển xe máy về hướng Quảng Nam vào Quảng Ngãi rồi đón xe khách của nhà xe BT để tiếp tục di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Công an quận Thanh Khê đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A hỗ trợ bắt giữ tên cướp. Đến khoảng 23 giờ 45 phút ngày 10 tháng 11, đối tượng gây ra vụ cướp là Hồ Thanh Hải, sinh năm 1989, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, bị đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trạm Ninh Hòa bắt giữ cùng tăng vật đã cướp của hai nữ sinh nói trên. Đến trưa 11 tháng 11, đối tượng Hải đã bị công an quận Thanh Khê di lý về Đà Nẵng. Được biết Hải có 6 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và vừa mới ra tù. Tuy nhiên đối tượng không về nhà mà sống lang thang và tiếp tục thực hiện vụ cướp tài sản nói trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.